đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu hồng vững bền, xa bề khổ muộn mê chống quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài, quý trọn môn niệm dưng sanh nghiêm ba cây, xứng dương cùng tăng tăng ứng kiếm không cùng tận. Phật chúng sanh thanh thượng rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ vàng, lời để cho vi đạo trường mười phương vòng vòng hào quang sáng, người ơi trương vào tòa thân con ánh hiền, cúi đầu xin thể nguyện quý ơi. Chí tâm định lễ Nam Mô Tận Hư Không Viên Pháp Giới Quá Hiền Vị Lạc Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thượng Trụ Tam Bảo. Chí tâm định lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Xuất Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm định lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát,
Thọ vương
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khế Thổ Tây Phương An Lạc Quân, tiếp dần chúng sanh đại đạo sơ. Ngã Kim Phát Nguyện Huyền Vàng Sanh, Dĩ Nguyện Từ Bi Ai Nhiếm Thọ. Nam Mô Liên Tri Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Tri Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Tri Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Tát. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm. Này con nghe thấy chuyên trì tùng nguyện thọ Như Lai nghi nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Mông lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai ngầu chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm? Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời xem tiếng tâm kia điều đang giải thoát. Nếu có người chỉ danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát này. Vậy nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được đến chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tiệm vàng bạc lưu ly xa cơ mà nào sang hồ vẫn trăng cho các thư báu mà vào trong biển lớn. Và sự giờ lớn thôi ghe thuyền của cái kim trôi tắp nơi nước quỷ la sát trong mây. Nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời, các người đó đều đồn thoát khỏi nàng quỷ la sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quan Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Riêng gái thần khúc mà đang thoát khỏi nếu quỷ già so cùng la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên, muốn đến hại người nghe người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời, các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người huống lại làm hại đường. Lại do lại có người hận có tội, hận không tội không cùng xiềng xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì điều đức rã liền đang thoát khỏi. Nếu kẻ ấn tàng đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thượng chủ dắt các người buôn đem theo nhiều cùa bao trái qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xưng rằng: Các thiên nam tự chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô y thủy cho chúng sanh. Các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ đang thoát khỏi ấn tàng này. Các người buồn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi. Vô tận ý Quan Thế Âm Đại Bồ Tát xứng ôi thần to lớn như thế, nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dùng thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng ly dù. Người nhiều dẫn hơn thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng ly lòng dần. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si. Bồ Tát nghi Quan Thế Âm Bồ Tát có nhận sức oai thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ.
Nếu có người nữ già sư muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phương đức trí huệ. Muốn cầu con gái bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp trước đã chồng còi phương đức mọi người đều kính mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Nếu có chúng sanh cùng kính lễ lạy Quan Thế Âm Bồ Tát thời phương đức chẳng luôn mất cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tận y nếu có người thọ trì danh từ của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cung dường đồ ăn uống y phục dường nằm thuốc than ý âm nghĩ sao công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chăng. Vô tận ý thưa vịnh Thế Tôn rất nhiều phần nói nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lạy cúng dường của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng thần. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phương đức lợi ích như thế. Đại vô tận ấy Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào nói pháp cho chúng sanh như thế nào xin phương thiện viện đó như thế nào. Phật bà vô tận ấy Bồ Tát thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đang dùng thân Phật đặng độ thoát thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mẹ vì đó nói vâng. Người đang dùng thân duyên giác đang đo thoát liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân thanh văn đang đo thoát liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân phàm phương đang đo thoát liền hiện thân phàm phương mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân đê thích đang đo thoát liền hiện thân đê thích mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân từ tại thiên đang đo thoát liền hiện thân từ tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại từ tại thiên đặng độ thoát liền hiện thân đại từ tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn đặng độ thoát liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tế quan đặng độ thoát liền hiện thân tế quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư và tấn ư và di đặng độ thoát liền hiện thân tỳ kheo ni ư và tấn ư và di mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trường giá cư sĩ tế quan bà la môn đặng độ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời rồng già so can thất bà a tu la cả lâu la khẩn na la ma hầu la dạ nhân cùng phi nhân đặng độ thoát liền điều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấm kim can thần đặng độ thoát liền hiện chấm kim can thần mà vì đó nói pháp. Vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nương đề độ thoát chúng sanh cho nên các ông phải một lòng cung dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gống sờ sền hay vang sờ vô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô ý. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật Thế Tôn con nay phải cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền mơ chuối ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lạng vàng đem trao cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng xin ngài nhân chuối trân bao pháp thế này. Khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng ai chịu nhân chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này. Bây giờ Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát âm nên thương vô tận ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời rồng gia so can tác ba a tu la
tính thời quan thế âm bồ tát thương hàng tư chúng và trời rầu nhân phi nhân vân vân mà nhân chuỗi ngầu đó chia làm hai phần, một phần do đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần do tham của Phật Đa Bảo. Bồ Tát có sức thần tự tại như thế dạo đi nơi cõi ta bà. Lúc đó ngài vô tận ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn Đồ Tường Tố, con nay lời hỏi kia Phật tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm? Đấng đầy đồ tương tốt kệ đáp vô tận ý âm nghe hành quán âm khéo ứng các nơi chỗ. Thế rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bàn hầu nhiều nghìn ức Phật phát nguyện thanh tịnh lâu. Ta vì ông lượt nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luống qua hay diện khổ căn cội. Dạ sự sanh lòng ai do rớt hầm lừa lớn do xứng niệm quán âm hầm lừa biến thành ao. Ông trôi dàn biển lớn các nàng quỳ ca rộng do xứng niệm quán âm sóng mồi chẳng chìm đường. Hoàng ở chốn tu duy vì người xô rớt xuống do xứng niệm quán âm như mặt nhật treo không. Ông bị người giữ rượt rớt xuống núi kim can do xứng niệm quán âm chẳng tồn đến mấy lòng. Hàng gầm ón từng vây điều gầm giao làm hại do xứng niệm quán âm điều liền sanh lòng lành. Ông bị khổ nạn vô khi hình hình sanh chết do xứng niệm quán âm giao liền gãy từng đòn. Hàng tu công xiềng xính tay trong bị gông cùm do xứng niệm quán âm thao ra được giải thoát. Nguyện rô can thuốc đầm bốn ngày đến thân đó do xứng niệm quán âm trở hại nơi bổn nhân. Hàng gầm la sang dư rồng đầu gan loài quỷ do xứng niệm quán âm liền điều không dám hại. Tu dứt quay quanh nanh vuốt nhọn đáng sợ do xứng niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thành rắn đồng cùng ba ca hơi đồng gói lừa đấu do xứng niệm quán âm theo tiếng tự bỏ đi. Mây xăm đồ sang đánh tuôn da sói mưa lớn do xứng niệm quán âm liền được tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổ ánh vô lượng khổ bức thơ quán âm xứng trí diệu hay cứu khổ thế gian. Hùng tiêu chí phương tiện các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiền. Các loài trong đường dư địa ngục quỳ súng sanh sanh già bệnh chết khổ lần điều khiên dứt hơi. Chân quán thanh tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và tự quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Sáng thanh tịnh không nhớ hồi nhưng pha các tôi hay tiêu tai khói lửa cấm soi sang thế gian. Lòng bi răng dư xăm mấy từ diều dường mây sói mưa pháp cam lộ dính trừ lửa phiền nào. Cái kiên qua chỗ quan trong quan trăng sơ sen do xứng niệm quán âm cửu oán điều lui ta. Diệu âm quán tế âm phàm âm mái chiều âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phái niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi quán âm mà bằng tình thánh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cậy. Tất cả công đức mắt lành trong chúng sanh biển phương lớn không lượng cho nên phải đảnh lệ. Bây giờ ngài đi địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước phần bình rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quan thế ông Bồ Tát từ tại phố môn thì hiện sức thần thâm này thời phải biến công đức người đó chàng ít lục Phật nói phẩm phố môn này trong chung có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đằng đằng vô thượng chánh đằng chánh giác. Ma ha vương nhã ba la mật đa tâm kinh quan tự tại Bồ Tát na tâm ba nhã ba la mật đa tự diêu kiên ngộ ẩn giai cấp đồ nhất thiên khổ anh. Sa lợi từ sanh bất gì không không bất gì sanh sanh tấn thì không không tấn thì sanh thọ thường hành thân diện phụng như thì. Sa lợi từ thì chư pháp không thường vấn sanh vấn diện vấn cao vấn tình vấn tăng vấn nhậm thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng anh thức vô nhãn nhị tỷ thiệt tăng y. Pháp vô nhàn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diện vô vô minh tầng này chỉ vô lão tứ diện vô lão tứ tầng vô khổ tầm diện đạo vô trí diện vô đắc dĩ vô sở đắc cố vô đề tăng đói quán nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô cùng vô biển ly điên đạo vô tương cứu canh niết bàn. Phật y mắt nhớ ba la mật đa cô đắc a nậu đà la tam biểu tam bồ đề cố chi bát nhã ba la mật đam thì đại thầm chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô tăng tăng chú năng chư nhân.
Thiên Ba Nhã Ba La Mật Đa Chô Tư Thuyền Chô Viên Yên Đế Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tát Và Yên Đế Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tát Và Yên Đế Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tát Và Quán Sanh Viễn Định Chân Ông Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Am Di Đà Đô Bà Tỳ Am Di Đà Đa Tấn Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lanh Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lanh Đa Già Di Nị Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Tha Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tấn Đam Bà Tỳ Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Tha Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Am Di Đà Đô Bà Tỳ Am Di Đà Đa Tấn Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Tha Bà Phật A Di Đà Thân Kim Sân Tượng Tố Quang Minh Tự Trang Nghiêm Nam Tô Di Huyền Chuyên Bằng Hào Bốn Biển Lớn Trong Ngầm Mặt Biên Trong Hào Quang Hóa Vô Số Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Còn nay xin phát nguyện hoàng sanh cuối sinh đức từ bi tiêm độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quán Thế
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám Phổ Hiền Nhất Giả Lê Kinh Chư Phật Nhị Giả Xuân Tán Như Lai Tam Giả Quảng Tu Cúng Dường. Tứ Giả Sám Hối Nghiêm Chương. Ngũ Giả Tùy Hỷ Công Đức. Lục Giả Thịnh Truyền Pháp Luân. Thất Giả Thịnh Phật Chủ Thêm. Bán Giả Thương Tùy Phật Hồng. Cửa Giả Hồng Thuận Chúng Sanh. Thậm Giả Phổ Giai Hội Ương. Văn Pháp Nguyện Vãng Sanh Tây Phương. Đệ tử Pháp Danh là Một Lòng Quy Mạng Thế Giới Cực Lạc Phật A Di Đà. Xin đem ánh tình soi chiếu thân con dùng nguyện từ bi
xưa vâng lâm thể nếu chúng sanh nào muốn về nước ta hết lòng tin ương hiệu ta cho đến mười niệm nhớ không được sanh ta không thành phật nay con nguyện nương nhân duyên niệm vâng được vào viện thể của Đức Như Lai. Nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội thêm lớn căn lành. Có nguyện lâm chung biến ngày giờ trương thân không bệnh khổ tâm không tham liên ý không điên đạo. Như vào thiên đình Phật cùng thanh chung tay bưng đại vàng đến tiếp dẫn con trong khoảng xác nè con về cực lạc. Họ nỡ thấy Phật được nghe Phật thừa tỏ thông Phật huệ độ khắp chúng sanh mạng Bồ Đề Nguyên. Xin đem công đức trì tụng này hồi hướng bốn ơn và ba cội dạy chúng sanh. Đến khi hết môn báo thân này tất cả đông sanh cõi cực lạc. Kẻ tu trì giữ vẹn luân thường tròn hết bốn phần ngăn dính lòng ta dự dính lâm thân. Đừng làm các ác vâng làm các thiện kiên nhiên cứu mạng ăn chay niệm Phật. Hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc dùng để từ thân lại con dạy người ấy gọi Phật tử hành gia hãy nên làm như thế ấy công đức vô lượng. Phật mới hầm tiêu tốc nghiệp, kiệt thành sẽ từ chiến phàm tâm đạo nghiệp chữ thành. Hà giam để tâm này tán loạn. Khi trên xâm đến tận lực tả tư mọi thu ta, hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh núi khê nẻo khánh, từ nay thôi quyên luyên. Minh chẳng về về liên đường gió chẳng quê cũ toàn thể hay từ vắng đóng cửa chẳng tiếp ai do nghĩ thân này xâm trên chuyên tâm tu tịnh nghiệp mà thẹn thấy đạo nghiệp chưa thành. Tông kinh niệm Phật lạy Phật lạy Đức Quan Thế Âm trì chú đại bi đi kinh hành công đức thù thân hành vô biên thân phước giai hội hướng phổ nguyện pháp giới chữ chúng sanh tóc vạn vô lượng vạn Phật sanh. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, vô nguyện tội chương tấn tiêu trừ thế thế thương hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng, cửu phẩm liên hoa vị phụ màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bàn lư. Nguyện di thử công đức vô cảm ư nhất thiên ngã đắc dư chúng sanh giai cộng thanh vong đạo. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tìm dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tọa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Lực Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Phụng nguyện thường chung
giới do an thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây phương cõi nước Phật A Di Đà. Trên đền bốn ơn nàng dưới cứu khổ qua đường những người thấy nghe được điều pháp tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh tầng hư không khắp pháp giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền. Thân tâm an là tập bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ song tu tự gian giác tha giác hạnh viên mãn. Cố đại lão hòa thượng ân sư thường tình hà không đà bán sanh cực lạc thường phẩm thường sanh và hồi hương cho tất cả chư vị hương linh không pháp giới hư không giới và cầu siêu cho chư vị cửu huyền tăng tổ tâm nhị lôi cô ngà quỷ hà sa với chúng con và các vị hương linh trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc dối người sát hại. Hôm nay chúng con đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật niệm Quan Thế Âm Bồ Tát trì thần chú đại bi vong sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh về cõi Tây phương cực lạc. Cổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tịnh thấy tăng nghịch phước điền âm siêu dưỡng thời pháp giới chúng sanh tịnh giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng vô thượng. Từ quý Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như chỉ tâm nên lễ
chí tâm nâng lễ Nam Mô Chư Vị Tổ Sư Liên Tôn Tịnh Độ Tổ Sư Thượng Ấn Hạ Quang Đại Sư. Chí tôn ấn lễ Nam Mô Chư Vị Tổ Sư Liên Tôn Tịnh Độ Tổ Sư Thượng Ấn Hạ Quang Đại Sư.